Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Đây là một trái ớt sừng, 4 cây sả, 1 ít hành tím, 1 ít tỏi. Để cho màu đẹp hơn thì mình sử dụng đây là hạt điều này các bạn. Cái đây mình sử dụng hạt điều và chút xíu nữa mình sẽ tán dầu điều các bạn. Còn con tơ tiếu nó là ớt tương nha các bạn. Và nước mắm. Đây, 2 muỗng canh ớt tương. Mình sẽ cho đây là 2 vá nước các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm các bạn. Canh hạt điều. Tiếp tục mình nấu một phần nước chấm này các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái phần dầu điều với lại tất cả hỗn hợp sả, ớt, tỏi, hành tím. Rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp nước gồm có nước mắm và các loại gia vị vào như vậy. Rồi cái hỗn hợp nước ướp cá là xong rồi các bạn. Nhìn rất là ngon đúng không các bạn?